huyện Nhà Bè chính là cửa ngõ quan trọng đối với khu đất vàng của Nam Sài Gòn. Từ đây dễ dàng di chuyển về trung tâm Sài Gòn bằng hai ngã đường chính. Bạn có thể đi theo đường Huỳnh Tấn Phát về trung tâm thành phố, hoặc đi theo đường Lê Văn Lương rồi đến Nguyễn Hữu Thọ và về quận 7. Nhà Bè nằm trong cụm cảng lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, chạy dọc theo sông Xoài Rạp và gồm cảng quốc tế Long An, cảng Hiệp Phước, cảng container quốc tế và cảng Sài Gòn Hiệp Phước, sẽ là nơi chắp cánh cho những bất động sản Nhà Bè phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Và trong video lần này thì Phước Sửu giới thiệu cho quý chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Sedeco Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Căn nhà với diện tích 5x19, thuộc đường số 8, đường trước nhà là 12m và có vỉa hè trồng rất là nhiều cây xanh. Với cái diện tích của căn nhà này thì thổ cư 100% rồi nha quý anh chị. Và ở đây thì pháp lý sổ hồng hoàn công đầy đủ. Căn nhà được xây dựng gồm một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái. Căn nhà được thiết kế một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, toilet riêng trong phòng. Và sân thượng thì mình dùng làm sân phơi và trồng cây xanh. Mặt tiền đường thì thoáng rộng, gần đường Lê Văn Lương và tiện làm văn phòng hay nhà để ở. Căn nhà này thì gia chủ kẹt tiền cần bán nên quý anh chị có thể là đàm phán được mức giá cực kỳ tốt. Căn nhà được hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị của căn nhà. Rồi quý anh chị cùng tìm hiểu thêm về vị trí của khu dân cư Sedeco Phước Kiển. Nói về khu dân cư Phước Kiển thì Phước Sửu sẽ chi tiết về cái cách kết nối đến khu dân cư Phước Kiển huyện Nhà Bè này nhé. Giao thông kết nối của khu dân cư Sedeco Phước Kiển gần trục đường lớn Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, kết nối đến cầu Kênh Tẻ và qua trung tâm thành phố đi quận 4, quận 1 khoảng 1 km, và đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm quận 7, khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2 km. Rất là nhiều tiện ích tại khu dân cư Sedeco Phước Kiển, nằm cận kề bên khu dân cư Nam Sài Gòn Phú Mỹ Hưng. Do đó quý vị có thể dễ dàng sử dụng và tận hưởng tất cả những tiện ích sống đẳng cấp quốc tế, từ giáo dục đến vui chơi giải trí. Có thể kể đến một số dịch vụ đẳng cấp như sau. Về giáo dục thì khu Sedeco Phước Kiển rất là gần trường quốc tế Mỹ, được biết đến là một trường kiểm định chất lượng rất là tất cả các trường quốc tế trên thế giới. Trường Đại học Quốc tế RIMIT, Trường Tiểu học Quốc tế Đinh Thiện Lý, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Marketing và Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Thì những trường này thì cách khu dân cư này tầm khoảng chưa tới 1 cây số. Về y tế thì khu dân cư Sedeco Phước Kiển rất là gần Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện huyện Nhà Bè. Về trung tâm mua sắm thì khi mà quý cư dân sở hữu đất nền Sedeco Phước Kiển thì mình có thể là mua sắm tại Reason Mall, trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Mỹ Hưng, và rất là nhiều thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại đây. Lotte Mart, Vivo City, rồi rất là nhiều rạp chiếu phim và rất là nhiều cửa hàng Lotte Ria phục vụ tất cả những cái nhu cầu mua sắm cho quý anh chị khách hàng. Rồi Co-op Mart trên đường Nguyễn Văn Linh, rất là gần khu dân cư. Nếu quý anh chị và các bạn quan tâm đến khu dân cư Sedeco Phước Kiển hoặc là cần thêm nhiều thông tin về bất động sản thì vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi theo số hotline bên dưới. Ngoài ra quý anh chị cần ký gửi mua bán nhà đất hãy liên hệ với công ty bất động sản Hưng Phát. Đội ngũ chúng tôi sẽ sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ và tìm ra những cái nhu cầu phù hợp với quý anh chị khách hàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.